Hello, xin chào mọi người nha. Đây thì đây là nhà thờ Tắc Sậy, thánh đường Tắc Sậy mà mọi người thường biết đến là còn gọi là Cha Chương Bửu Diệp đó. Hôm nay thầy Quang có dịp đi xuống đây thì sẵn review cho mọi người cùng xem, nhân tiện đưa lên để cho mọi người cùng thấy ha, là ở Việt Nam á, chính quyền Việt Nam họ có xem trọng quyền tự do tôn giáo của mọi công dân hay không, hay là giống như những cái luận điệu xuyên tạc ở bên ngoài đó, đặc biệt là các tổ chức Human Rights hay là những cái tổ chức phi chính phủ á, bọn chúng luôn rêu rao rằng là Việt Nam là không có nhân quyền, không không được tự do tôn giáo. Thì thưa quan xin nhắc lại cho mọi người cùng nghe, nhớ nghe nha. Đây là nhà thờ Tắc Sậy dưới Bạc Liêu, ở Giá Rai, Hộ Phòng, Bạc Liêu. Và nên nhớ đây là những người dân này, họ đến họ cảm thấy họ tin cái gì, tin ai thì họ được tự do bày tỏ tín ngưỡng của họ hết. Hôm nay, đặc biệt là hôm nay thì thưa quan chở một gia đình, và gia đình này là người bên Phật giáo nha mọi người, chứ không phải là người Thiên Chúa giáo. Và họ có lòng tin, có nên lòng tin gì đó, họ vẫn 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 tin vào Đức Phật, nhưng cái niềm tin của họ họ vẫn tin vào bên tôn giáo, và họ đồng thời họ thờ hai bên. Thì hôm nay thì theo như hôm nay thì họ chia sẻ là họ xuống, họ giống như họ trả lễ đó, ở dưới nhà thờ Cha Diệp, ở dưới Tắc Sậy. Hello Ngọc Diệu, bữa anh nói em tưởng anh nó xạo hả, nó xuống mà nó anh em lên đi Cha Diệp mà. Và trong đây cũng vậy nha mọi người, rất là nhiều người dân không 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 nhất thiết là họ là bên Công giáo hay bên Phật giáo hay họ không có đạo nha, tức là họ cảm thấy họ tin điều gì, họ tin ai thì họ được quyền tự do bày tỏ đó, tự do bày tỏ. Và đây là nhà thờ ở nhà Tắc Sậy đó, hay còn gọi là nhà Cha Diệp đó. Đây mọi người nè, xem nè, rất đông người dân họ vào họ làm lễ, họ họ cầu nguyện đúng không ạ, đó để xem nha, những cái thành phần chống phá bên kia còn xuyên tạc được nữa hay không, đúng không, chứ cái bọn kia thì nó xuyên tạc rất là kinh. Đây thì nhân chị hôm nay thơ quan đi thì thơ quan sẽ review cho mọi người cùng xem luôn cho mọi người thấy rõ. Ngoài đây trước này là xe cộ của người dân, họ khắp nơi họ đổ về, họ khắp nơi họ đổ về để họ hành lễ, tức là họ tự bày tỏ đức tin của họ đó. Đó mọi người xem đi, thưa quan xin nhắc lại nha, toàn bộ những người trước đây là không nhất thiết hoặc không riêng gì những người gọi là theo đạo Thiên Chúa giáo cả, có cả các đạo khác nữa đó, họ đều hành hương, họ về đây vào các ngày họ muốn vào, vào ngày nào thì vào và ngày nào thì về, tùy họ thôi, họ sắp xếp thôi đó cho mọi người thấy đó. Mọi người cứ hình dung đi, nếu nếu nha, nếu như những cái luận điệu xuyên tạc ở bên kia bảo rằng là ở chính quyền Việt Nam không có tự do tôn giáo á, thì liệu có được những cái nhà thờ to to và hoành tráng như thế này hay không, đúng không? Cho nên bà con mọi người phải nên bình tĩnh, phải biết chọn lọc thông tin, đừng có nghe theo lời cái bọn ba que không, nó xuyên tạc rất là ghê gớm. Đó, nhân tiện đi review cho mọi người cùng xem, lớn không, to không, to không? Ngọc Diệu, Ngọc Diệu kêu ra đây nhậu với anh, xong ra ta dí xuống tới nơi luôn không, ta dí xuống tới nơi luôn rồi trốn nữa không, đó nhìn hoành tráng không, cơ sở thờ tự nè đó, thấy hoành tráng không, xe cộ người dân tập trung về để gọi là hành lễ gì đó theo cái tâm nguyện của họ, rất là thoải mái,
không một ai gây khó khăn, không một ai gọi là ngăn cản cả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được bày tỏ cái tín ngưỡng của họ. Đó, mọi người xem đi, đúng không? Đó, nhìn chưa, chào Dương Quỳ Anh. À, cha Diệp ở dưới Bạc Liêu á, Kiều Anh ơi, lại có người nói anh đi cha Diệp mà tao nói anh nó xạo, nói là anh giả bộ anh không có đi. Thì hôm nay là sẵn đường đi đó, là xuống review cho mọi người cùng xem luôn, đúng không? Trời ơi, từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây bao nhiêu km Ngọc Dẹo? Mấy trăm, 200, 300, 400 hay 500 hả? Mà đi so như vậy đó, xem đẹp không mọi người, xem đẹp không đó, thấy thế nào thật sự đẹp chưa, đẹp không? Đó, thì đó, nay thưa quan đưa một gia đình một người, một gia đình bên theo họ chia sẻ thì họ bên Phật giáo thôi, bên Phật giáo thôi, nhưng mà vì lý do nào đó họ có niềm tin thì họ hôm nay họ xuống họ khấn và họ trả lễ. Dạ anh Phạm sĩ chào Văn Thành. Nhà thờ cha Diệp á Văn Thành, cha Diệp ở dưới Bạc Liêu á. Đây, để thơ quan minh chứng cho mọi người thấy nha, là những gì thơ quan nói là nó đúng sự thật nha. Tức là thơ quan nói là, tức là gia đình của họ là gia đình bên Phật giáo, đúng không? Mọi người nhìn xem nè, đây là cái tượng Phật của họ để trên xe nè, thấy chưa, thấy không? Đây phải tượng không, đúng không? Đó, nhưng nếu họ có cảm thấy họ có nằm niềm tin và bên công giáo thì họ cũng có quyền, họ tự do họ xuống họ làm lễ, họ trả lễ gì đó. Cái đó nói lên cái gì, đúng không? Là cái sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không ạ? Không ai ngăn cản và không ai gọi là gây khó dễ gì cho người dân cả, họ thoải mái bày tỏ đức tin của họ đó. Và hôm nay thơ quan đưa xuống đây, đưa gia đình họ xuống, đúng không? Đó, mình nói là phải có bằng chứng, có cơ sở rất là rõ ràng, đúng không ạ? Bởi vì như mọi người biết rồi, cái gì chứ cái bọn bạc que thì nó cái kiểu gì nó cũng xuyên tạc được hết á, đúng không? Trắng thành đen, đen thành trắng, có thành không, không thành có. Đó, rất đông người dân họ để tụ tập họ đi đây, người nhìn xem, đúng không Văn Thành? Nhưng mà ý Văn Thành mới sao, nếu anh em mình nói không á thì mấy thằng sọ lá nó lại xuyên tạc, nó bảo là mình xạo, đúng không? Đó, cho nên là hôm nay anh đó dẫn chứng rất là cụ thể luôn. Đây nè, xe của họ đây, và cái tượng Phật của họ để trên xe đây, thấy chưa, rõ ràng chưa? Phải đây là tượng Phật Bà Quan Âm không? Đó, họ để trên xe của họ đây, đúng chưa? Đó, mình nói là mình có dẫn chứng đàng hoàng đây. Là đây nè, cái thẻ bài của họ, họ treo lên xe đây đó, mọi người nhìn xem. Đây nè, họ mua để họ treo lên xe đây đó, phải Phật Bà Quan Âm không? Đúng chưa? Đó, nhưng mà họ có đức tin, đức tin về bên công giáo, bên cha Diệp gì đó, thì họ vẫn xuống, họ khấn xin. Là cái chuyện đó hoàn toàn bình thường, chứng tỏ là để cho chúng ta, tức là những cái này chúng ta làm ra, đưa ra đó để cho mọi người thấy rõ rằng Việt Nam hoàn toàn, nói cụ thể là chính quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và họ không có một động thái nào gọi là
ngăn cản hay gì đó, hay là gây khó dễ như những luận điệu xuyên tạc của cái đám ba que ở hải ngoại nó thường rêu rao suốt thời gian qua, đúng không mọi người? Chào Giang đó, cơ quan chứng minh rất là cụ thể đúng chưa đó, bằng chứng rất là xác đáng. Thưa quan đi xem, đi lướt qua các cái xe khác xem, coi những cái xe khác họ họ có phải là bên bên Phật giáo giống như là cái gia đình ở bên cái xe này không nha. Đó, chống xuyên tạc đúng không, chống xuyên tạc đây. Rõ ràng chưa? Đúng không? Không chối cãi gì được đúng không? Đó, rất là đông người dân à, người dân đây họ tín ngưỡng, họ về đây. Và đây nữa nè mọi người, đây xem cái xe này nữa nè, đó mọi người nhìn xe. Đó, thấy không? Rất là nhiều phải không? Đó, người thấy rõ ràng không? Và nếu không lầm thì đây cũng là một chiếc xe cũng để đấy đó, hả? Thấy chưa? Đúng không? Đúng rồi Giang. Chào là chào Lý Tưởng. Đó rất là rõ ràng đúng không? Mình nói là mình có bằng chứng xác thực rất là rõ ràng. Ha. Để coi thằng que con que nào nó bước vào đây mà nó xuyên tạc nữa, đây nữa nè, mọi người nhìn xem. Cái xe này nữa nè, đó, thấy không? Có phải bên Phật giáo không? Thấy chưa? Rất là nhiều, rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó, thật quan xin nhắc lại. Ha. Tức là không riêng gì người dân bên đạo Công giáo, người dân bên Phật giáo cũng vậy, tín ngưỡng của họ, họ cảm thấy họ đây xe là nó mới đọc nè, đó vừa Phật giáo vừa cha diệp luôn nè, mọi người thấy chưa? Đó, thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Đây nữa nè, đúng không? Đó, phải Phật giáo không? À, đi xuống cha diệp thắng đạo ơi, đó mọi người xem. Đây nữa nè, phải không? Thấy chưa? Đó, đây nữa nè. Đó, thấy chưa? Thầy Quang có nói sai không? Thầy Quang có đặc điều không? Chưa thấy vậy. Hình như nãy thấy đâu bên nhà bên kia kìa. Đó, thấy không? Rõ ràng chưa? Cho nên là thằng que con que nào mà cứ xuyên tạc là đây, đây đó nè, nhìn nè, phải không? Thấy không? Đó, bởi vì vấn đề nó cũng hơi tế nhị, cho nên là thực quan cũng không quay rõ chi tiết. Đấy mọi người nhìn xem, phải những xe này, những xe để những tượng Phật ở trên xe không? Đúng chưa? Rõ ràng không? Đó, đây. Ở nhà thờ đó, nhà thờ cha Diệp đó. Rất là nhiều nha mọi người. Thì điều đó như thầy Quang nói, thầy Quang xin khẳng định lại. Điều đó chứng minh là điều gì? Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có chuyện đàn áp tôn giáo. Không có chuyện gây khó khăn về tín ngưỡng cho người dân. Cho nên mọi người phải hiểu rõ và phải tìm hiểu kỹ những thông tin đó, đừng có nghe lời tầm bậy tầm bạ của những thành phần chống phá, đúng không mọi người? Đó, ngay cái xe này luôn nè, ngay gia đình này luôn nè. Thực ra thì
Đúng đó là thơ quan không đi cái chuyến này, không đi cái chuyến này vì mình cũng còn việc của mình đó. Nhưng mà khi nghe họ chia sẻ đó, thì họ chia sẻ là họ cũng muốn để làm lễ, và trong khi họ là cũng người của bên Phật giáo, cho nên thơ quan thấy cái điểm này nhân tiện đó thì thơ quan đi, thơ quan đến chia sẻ và đưa ra những cái quan điểm đó. Mấy ông bà đi ra ngoài cổng rồi, hình như bác chưa ra mà ra ngoài cổng rồi. Ra rồi hả? Ok, hai người đi ra ngoài cổng hết rồi, mấy người đứa đó ra ngoài cổng nó coi mới thấy chị ở đây mà không đây là đi rồi kìa. Đây ok kìa. Nó đi theo rồi. Rồi vậy ha, sẽ tắt cái like đây nha. Hẹn gặp lại nha. Bye bye.